các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn về cái cuốn sách Tâm Ngôn của thầy Bùi Quốc Châu. Cuốn sách này là cuốn mới nhất, mới xuất bản năm 2018, cuối năm 2018. Thì Tâm Ngôn là gì và tại sao mình lại phải đọc Tâm Ngôn? Thì theo mình thì rất là nhiều người mới học diện chẩn là chưa biết Tâm Ngôn. Tuy nhiên thì khi bạn học diện chẩn, bạn biết Tâm Ngôn rồi thì cuốn sách này sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn. Và chính cuốn sách này, những câu trong Tâm Ngôn này đã làm thay đổi cuộc đời mình. Tại sao nó lại thay đổi cuộc đời? Tại vì khi chúng ta học diện chẩn, chúng ta làm đến một cái mức độ nào đó, chúng ta cần tìm cho mình một cái phương hướng, một cái định hướng trong cuộc sống, rồi tìm cho mình một cái lối sống thế nào là đúng đắn, và tương lai của mình là gì, mục đích của mình là gì. Thì khi mình làm đến một cái cấp độ nào đấy rồi ấy, thì mình sẽ phải đi trả lời những cái câu hỏi này. Thế thì tất cả những câu hỏi đó và những cái lời giải đáp đó đã có trong Tâm Ngôn. Và chính những cái câu Tâm Ngôn này đã giúp cho mình thay đổi và giúp cho mình sống một cuộc sống nó thanh thản hơn, giúp cho mình thành công hơn trong sự nghiệp. Và mình ấn tượng nhất với những cái câu như là một con dao sắc bằng 10 con dao cùn. Tức là gì? Tức là dù có biết bao nhiêu thứ chăng nữa nhưng mà cũng phải giỏi đến một thứ. Thì chính những cái giỏi đấy thì nó khiến cho mình khác biệt và khiến cho mình thành công. Đó. Hoặc là gì? Chọn đường trống mà đi. Chọn việc dễ mà làm. Cứ cái việc gì mình thấy dễ thì mình làm. Và tuy nhiên cái việc mà mình thấy dễ thì chưa chắc đã dễ với người khác đâu. Thì mình thấy nó dễ thì mình làm, đương nhiên là nó sẽ thành công rồi. Rồi thầy có nói là gì, khoa học mà không có tâm thì chẳng khác nào gã khổng lồ không có trái tim. Đó, thì có rất nhiều câu như thế. Thì trong cuốn sách này thầy có trình bày đến khoảng 2.000 câu Tâm Ngôn. Thế Tâm Ngôn là gì? Tâm tức là trái tim, ngôn tức là lời nói, hay dịch ra một cách nữa là Tâm Ngôn chính là thông điệp từ trái tim của thầy. Thì nghe qua thì những cái câu Tâm Ngôn này nó giống như là gì, ca dao tục ngữ. Tuy nhiên nó khác ca dao tục ngữ ở một điều là ca dao tục ngữ thì được đúc kết từ hàng ngàn đời rồi và qua rất nhiều tác giả trong dân gian. Còn Tâm Ngôn chỉ từ chính thầy, qua kinh nghiệm sống đến giờ của thầy là hơn 70 năm, gần 80 năm cuộc đời rồi, thì thầy trải nghiệm rồi thầy đúc rút. Và thầy có một cái con mắt nhìn nó rất là độc đáo, nó khác với người thường. Và cái óc khái quát và tổng kết rất là cao. Cho nên những câu của thầy á, là nó tổng kết lại cái quy luật của cuộc sống. Và nó giúp cho những cái người đọc câu Tâm Ngôn cảm thấy như là được gột rửa tâm hồn. Khi mà chúng ta mà bị bế tắc ấy, thì chúng ta đọc Tâm Ngôn chúng ta thấy nó thật là thanh thản và chúng ta sẽ tìm thấy lối thoát. Đó. Rồi ví dụ như những câu này các bạn nghe này: ai có niềm tin mãnh liệt và không đổi rời thì sẽ thấy sức mạnh và sự kỳ diệu của nó. Ai cũng biết nói lời êm ái ngọt ngào là sẽ được cảm tình người khác, nhưng khi đã nóng giận lên rồi thì quên hết những điều mà mình biết là sẽ làm cho người khác khó chịu và ghét mình. Ăn ngon chơi sướng, học hay làm giỏi, phục vụ tốt, tức là có những câu Tâm Ngôn mang cái hơi thở của thời đại. Và cuốn sách được in rất là đẹp, có những cái trang đẹp như thế này: biến bệnh nhân thành thầy thuốc, biến người bệnh thành người tự chữa bệnh. Đấy là ước nguyện của thầy Châu và mục đích của những người làm diện chẩn đó. Bệnh tật gì rồi cũng sẽ hết, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Đấy. Bí quyết dạy học là dạy theo người, đừng dạy theo mình đó. Thì trong Tâm Ngôn có tất cả mọi thứ các bạn ạ. Có từ nghệ thuật sống, có từ kinh nghiệm sống, có từ những cái quá khứ vị lai. Rồi thì mình vẫn nói với thầy Châu là trong Tâm Ngôn cũng có những lời tiên tri, tức là thầy có dự đoán tất cả mọi thứ. Thì thầy viết Tâm Ngôn giống như là viết nhật ký đó, những cái câu tâm tình của thầy đều trao gửi vào đó và đây. Và mình tìm thấy rất nhiều trong Tâm Ngôn, còn có cái cách làm kinh tế, cách sống, cách thành đạt, cách buôn bán, cách đối nhân xử thế, vân vân. Tóm lại là các bạn sẽ tìm thấy hết những gì mà mình cần ở trong cuốn Tâm Ngôn này. Và chính Tâm Ngôn nó sẽ khiến cho mình á, khác biệt so với những người khác. Ví dụ những người khác mà làm diện chẩn mà không có Tâm Ngôn, người ta chỉ dừng lại ở một cấp độ nào đó thôi. Nhưng khi mình có Tâm Ngôn rồi, nó sẽ khiến cho mình vươn cao hơn, vươn xa hơn, và khiến cho mình đạt những cái thành tựu mà trước đây mình không ngờ, cả về trong cái lĩnh vực học thuật, trong công việc và kể trong lối sống nữa. Ví dụ ở câu này: đạo của ta là triết lý của âm dương và là chân thiện mỹ. Chân thiện mỹ là cái đích của mọi tôn giáo, và diện chẩn cũng hướng đến cái này. Diện chẩn không phải là tôn giáo các bạn nhé. Diện chẩn là một phương pháp, một bộ môn để giúp cho chúng ta, giúp người cứu đời. Thì từ những cái việc mình cứu giúp cho mọi người, mình chữa bệnh cho mọi người, giúp cho mọi người khỏe,
thì sẽ khiến cho mình tiếp cận được với chân thiện mỹ một cách nhanh hơn, gần hơn. Đó, mà mình thấy là chân thiện mỹ không có gì ở đâu xa, chính là những cái công việc hàng ngày mình giúp cho mọi người. Không có ai là vô dụng trong cuộc đời này. À, thế khi bạn đọc câu này bạn sẽ thấy là gì? À, hóa ra là những cái lúc mình tuyệt vọng mà mình đọc những câu này ấy, thì mình sẽ thấy thấm thía vô cùng và mình sẽ thấy là cảm kích là vô cùng. Không có ai là vô dụng trong cuộc đời này. Chứa tâm ngôn của thầy nó mang cái tính nhân văn rất là sâu sắc. Khoa học không có tâm chẳng khác nào gã khổng lồ không có trái tim. Một nông dân khỏe mạnh sướng hơn một ông vua bệnh hoạn. Thì trong cuốn sách để trình bày rất là đẹp và có những cái hình nền minh họa cũng rất là phù hợp với các chủ đề. Rồi thì các bạn có thể coi đây là cái cuốn sách gọi là Gối Đầu Giường. Quên được mình mới không tức giận khi bị xúc phạm. Đó. Thì mới đầu rất nhiều người đọc tâm ngôn thì không hiểu gì và cũng coi nó như cơn gió thoảng qua thôi. Nhưng các bạn cứ học diện trần một thời gian, làm diện trần một thời gian, sau đó đọc tâm ngôn một thời gian, các bạn sẽ thấy thấm thía và các bạn sẽ thấy rằng tâm ngôn nó rất là giá trị. Thế thì nếu như diện trần là vật chất thì tâm ngôn chính là tinh thần. Đó. Diện trần là kỹ thuật, diện trần là âm, còn tâm ngôn chính là dương, cho mình cái động lực, cho mình cái sức sống. Ráng sức thì hay kiệt sức. Đấy. Sức khỏe của người là hạnh phúc của ta. Vô chiêu thắng hữu chiêu, phác đồ là hữu hạn sinh huyệt là vô hạn. Tức là cho mình cái, đây chính là cái kỹ thuật các bạn này. Nếu mà cứ chăm chăm vào phác đồ ấy, thì nó chỉ có một giới hạn nhất định thôi. Khi mà mình tìm sinh huyệt ấy, thì nó sẽ là vô hạn. Đấy. Yêu thương là động lực làm việc mạnh mẽ nhất. Ý tưởng là năng lực mạnh nhất của con người. Đó, thì tất cả những cái đó đã được trình bày, những cái kiến thức rồi, những cái kinh nghiệm sống, những cái tâm tư tình cảm của thầy đọc trong cuốn tâm ngôn này. Và cuốn tâm ngôn này rất là nhỏ gọn, các bạn có thể mang theo mình đi xa. Theo mình thì cuốn tâm ngôn này nó sẽ khiến cho thế giới sau nhìn nhận về thầy Bùi Quốc Châu ở một cái mức độ cao hơn. Tức là thầy không những là một nhà phát minh về y học mà thầy là còn là một nhà về tư tưởng kiệt xuất nữa. Và người đời sau một khi người ta còn học, còn làm diện trần, theo mình thì còn mãi sau này khi còn con người, tồn tại con người thì người ta sẽ cần đến những phương pháp chăm sóc sức khỏe như diện trần. Và khi người ta sử dụng đến diện trần thì người ta sẽ đạt được đến cấp độ là chân thiện mỹ và đạt được đến những cái điều sống đẹp như thầy trình bày trong tâm ngôn này. Và khi người ta sử dụng diện trần thì người ta sẽ được học những cái tư tưởng, những cái triết lý sống rất là tích cực và tốt đẹp mà thầy trao cho. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn tiếp cận được những cái gì mà thầy trao lại và sẽ thấy cuộc sống nó luôn hạnh phúc mà vui vẻ do diện trần và tâm ngôn mang lại. Cảm ơn các bạn.